Seramobi chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu cho mọi người con xe thể thao Nhật Bản, thương hiệu Breton. Đây là dòng xe thương hiệu Nhật nội địa. Xe này thì nó có khung sườn là khung sườn nhôm và càng xe thì bằng thép. Cái dòng Breton này nó có cái phiên bản là Siva F24. Bây giờ thì mình sẽ review chi tiết hơn cái con xe này cho mọi người xem. Rất là dễ nhận thấy, nếu mà nhìn sơ qua thì màu sơn của con xe này rất là mới. Chính xác là vì mình đã có giảm tút lại một vài chi tiết, cho nên là xe nó rất là mới và bóng. Chính vì vậy là mình sẽ quay thật chậm từng cái ống sườn của xe để mọi người xem rõ được cái màu sơn và có đánh giá thật là khách quan về cái màu sơn của xe này. Trên xe thì nó còn cái dấu phiên bản là F24 và nó còn một số cái chi tiết giống như là cái tem đăng ký đăng kiểm tại Nhật. Đây là cái ống sườn phía bên dưới của nó. Cái dòng màu sơn, cái chỗ mà Siva đó là màu sơn zin mà không có dặm lại nha. Còn đây là cái phần càng xe. Xe này nó có cái càng thắng là phanh Shimano cả trước và sau, phanh nhôm. Còn đây là cái gyro tăng của xe. Ở trên gyro này thì có tay bấm xả Shimano M310. Nhưng mà cái nhựa chỗ này nè là đã làm nhựa lại rồi, tức là cái miếng nhựa zin của nó bị vỡ và mình đã đi hàn nhựa lại, làm một cái nắp nhựa khác cho nó đẹp hơn. Yên là yên zin, đã bọc lại da. Xe này thì nó sử dụng đùi dĩa là đùi dĩa Shimano và nó có 3 tầng dĩa. Xích là xích zin, từng cái mắt xích nó vẫn còn đóng dấu Shimano. Mình quay thật gần cho mọi người dễ xem hơn nè. Mỗi cái mắt xích nó đều có đóng dấu là Shimano trên xích. Và cái xích còn rất là sáng và mới. Lip là 8 tầng lip và cùi đề là Shimano Atus. Tức là xe này nó có tổng cộng 24 tốc độ số. Xe này nó có cái cặp bánh zin Shimano R500. Vành nền cũng vậy, vành nền cũng là vành Shimano luôn. Cái đùm của nó là đùm Shimano trước và sau. Vành nền này thì là vành nhôm hai lớp Shimano Malaysia, rất là nhẹ và trớn. Phía trước cũng thế, phía trước cũng là đùm Shimano R500 và cái vành niền Shimano luôn. Xe này thì lớp zin trước và sau vẫn còn nha, lớp maxit. Lớp này thì nó cũng tương đối là ít gai chứ nó không nhiều, và như mọi người thấy thì cái này nó chưa có bị mòn nhiều nha. Cái kích cỡ lớp này là nó 700x28c. Cả trước và sau đều đồng bộ cùng một cái thương hiệu lớp là Maxxis. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái độ trơn tru của cùi đề cho mọi người xem. Nó nhảy số rất là chính xác, nó không có bị sốc, không có bị lệch số. Có thể thấy là cái cùi đề, clip và cái đùm nó cho âm thanh rất là êm tai. Sẵn đây thì mình đo cái ống sườn cho mọi người xem luôn. Xe này thì nó khá là cao. Cái ống đứng của nó chính xác là nó gần 55, 54.5. Và đây là cái phần ống ngang. Ống ngang của nó cũng tương đối là dài. Nó dài khoảng chừng 58. Cho nên là xe này nó sẽ hợp với người cao hơn 1m70. Chứ nếu mà 1m65 hoặc 1m70 trở xuống thì đi khá là với và mỏi. Tổng trọng lượng của xe này thì nó rơi vào tầm khoảng, chính xác mình cân là 11,83kg. Đây là phía bên tay trái của xe. Dễ nhận thấy là xe có một cái dây phanh đâm vào sườn xe, âm vào cái khung sườn trên. Vì thế là nhìn xe khá là cá tính. Đây là cái màu sơn của ống sườn dưới. Tất cả những cái tem trong này thì chưa dặm lại màu sơn nha. Tem nó là tem zin ấy. Pedal là pedal zin. Nó đồng bộ với cái màu sơn nè. Đồng bộ với màu sơn chỗ logo. Đây, cái bên phía bên tay trái thì nó mất một cái phản quang rồi, bên tay phải thì nó còn đầy đủ. Còn đây là chân chống zin nhôm. Đa số những dòng xe Breton thì cái chân chống đều là ở giữa, chứ nó không có nằm ở sau đuôi giống như những xe thông thường khác. Rồi, cơ bản thì mình đã giới thiệu gần như là cụ thể hết từng mọi thứ của xe này rồi. Mọi người muốn mua xe thì cứ liên hệ cho mình vào số điện thoại 0987 614 604, mình để ở góc màn hình. Ngoài ra, nếu mà mọi người muốn xem thêm hình ảnh thì cứ kết bạn Zalo với mình.
sau đó mình sẽ gửi hình ảnh cụ thể hơn. Xe đạp 10i chân thành cảm ơn.